Thì ta đẹp trai thì nó đẹp trai, có gì đâu mà ông làm cái ghê vậy? Phải không? Không chăm sóc cho tôi như cái ông đó bị sẵn sàng lên nhà người ta chăm sóc, phải không? Thôi đừng có lãng, tự nhiên chồng mình không chăm sóc, tự nhiên qua chăm sóc người dân. Thôi, vậy tôi không nhắc Kim Tử Long nữa, tôi biết tôi có lỗi rồi, xin lỗi được chưa? Không, tôi biết bà thế nào cũng vậy thôi. Mê quá rồi, ông đó có bị gì đó, là qua chăm sóc, còn tôi mướn người làm, đúng chưa? Trời ơi, ông này ông già rồi bỗng điên á trời. Tự nhiên nói gì cái nỗi giận à? Đang ghen á mẹ. Ghen gì? Ba đang ghen mẹ với lại Kim Tử Long. Trời đất ơi, ông Nguyễn Đức Nghĩa ghen như thanh niên luôn á trời. Mẹ, hả? Không chừng á, ba đang suy nghĩ á, ba với mẹ với lại Kim Tử Long có mối tình tay ba á. Trời ơi. Bây giờ không biết nó chơi may sao trời, nghĩ sao mà ghen với Kim Tử Long. Kim Tử Long mà biết chuyện này chắc cười đứt ruột. Ông già ông đừng có điên quá. Thưa mẹ, em mới về. Ủa, nay về sớm vậy? Ủa, cô Bo đâu rồi mẹ? Ngủ một vòng qua. Dạ. Sao nay về sớm vậy em? Thì tại vì phòng khám hết bệnh nhân á, em đóng cửa luôn. Đồ ăn phải không? Sao biết hay vậy ta? Trời ơi, con mắt của anh nhìn đồ ăn là anh biết liền, nhìn thấu qua được mà. Này gì vậy? Ủa, cái gì đó? Trời ơi. Ba. Ừ. Cái này á là của một bệnh nhân phòng khám mình á, đem trà bánh tới, cảm ơn ba đó. Cảm ơn ba. Dạ. Ủa mà ba làm gì mà được người ta cảm ơn vậy? Cái anh này anh bị tai biến, anh không có đi lại được từ khi mà tới phòng khám của mình chăm cứu á mẹ. Cái anh khỏe hơn, anh khá hơn, bây giờ đem đồ tới cảm ơn ba. À trời ơi. Ôi quà cáp chi lương y như từ máu quà. Nhưng mà ba nhớ đi, cái khoảng thời gian đó là cực cho cô vợ nhất ba ha. Ừ, chăm sóc tội nghiệp lắm. Nói nghe nè, mẹ biết cái bệnh tai biến nghe con. Trời ơi, người nào mà bị bệnh đó nó khổ lắm, làm liệt giường, đi vệ sinh phải nhờ người khác làm giùm đó. Dạ, dạ đúng lắm. Rồi. Trời ơi, có lần ổng lên tới trên phòng chăm cứu, ổng đi vệ sinh trên đó. Ôi, ba với lại cô vợ dọn dẹp, trời ơi. Không mà bây giờ thì đỡ rồi mẹ. Ừ. Mà nằm trong bao lâu vậy con? Nửa năm lận á chứ đâu ít ỏi gì đâu. Tội nghiệp quá. Nửa năm. Nói nghe nè, nếu mà mẹ gặp cái cô vợ thế nào mẹ cũng nói cổ là nên mướn người làm đi. Trời ơi lâu dài vậy phải có người đỡ đần chứ một mình sao làm được con. Nói gì kỵ mẹ, nhiều khi trong gia đình tình cảm thương yêu người ta dành cho nhau nửa năm trời để chăm sóc một người mình yêu thương thì cũng đáng mà mẹ. Chà, con nói vậy trời đất ơi, có người ta chăm sóc cả đời lên đó bà, chăm sóc người kia chưa chết mà người chăm sóc chết. Trời ơi, chưa bởi vậy. Tại sao cái gì mà tôi hỏi bà? Ví dụ như cái trường hợp đó là mà xảy đến cho tôi đó, thì bà mướn người làm chăm sóc tôi hả? Thì đúng rồi, trời đất ơi, chứ một mình tôi lo cho ông sao được, mướn hai người luôn á. Gì mà ông nói có tình nghĩa gì hết trơn trời vậy? Vậy ông muốn sống với tôi là ông phải khỏe mạnh, hiểu chưa? Sao không có tình, không có nghĩa gì hết vậy? Tôi nghĩ sao vậy? Tôi hứa với ông rủi lúc đó tôi cho già rồi, tay tôi mắt mờ, tay rung, thì sao tôi chăm sóc ông được? Trời ơi, nhưng mà phải hứa một cái cho ảnh vui mà. Thôi không có được, hứa rồi mình mắc là hứa sao? Thôi chẳng thà nói trước vậy đi, ha. Thí dụ như bà để sức bà công Kim Tử Long rồi đó à, rồi cái bà bị vậy cái bà chăm sóc cho người ta hả? Hả? Sao ông lãng mà tôi đang nói chuyện gia đình mình tự nhiên xẹt qua Kim Tử Long chi vậy? Sao bà mê mà? Thì tôi mê ổng cả, ổng cả hay, ổng đẹp trai thì tôi mê là thấy chưa? Thấy chưa? Đẹp trai thấy chưa? Thì ta đẹp trai thì nó đẹp trai, có gì đâu mà ông làm cái ghê vậy? Phải không? Không chăm sóc cho tôi như cái ông đó bị sẵn sàng lên nhà người ta chăm sóc, phải không? Thôi đừng có lãng, tự nhiên chồng mình không chăm sóc, tự nhiên qua chăm sóc người dân. Thôi, vậy tôi không nhắc Kim Tử Long nữa, tôi biết tôi có lỗi rồi, xin lỗi được chưa? Không, tôi biết bà thế nào cũng vậy thôi. Mê quá rồi, ông đó có bị gì đó, là qua chăm sóc, còn tôi mướn người làm, đúng chưa? Trời ơi, ông này ông già rồi bỗng điên á trời. Tự nhiên nói gì cái nỗi giận à? Đang ghen á mẹ. Ghen gì? Ba đang ghen mẹ với lại Kim Tử Long. Trời đất ơi, ông Nguyễn Đức Nghĩa ghen như thanh niên luôn á trời. Mẹ, hả? Không chừng á, ba đang suy nghĩ á, ba với mẹ với lại Kim Tử Long có mối tình tay ba á. Trời ơi. Bây giờ không biết nó chơi không hay sao trời, nghĩ sao mà ghen với Kim Tử Long. Kim Tử Long mà biết chuyện này chắc cười đứt ruột. Ông già ông đừng có điên quá. Chứng tỏ là ba yêu mẹ lắm luôn á. Ủa vậy dạ? Anh dị nha. Vậy là mẹ cũng còn sức hấp dẫn phải không? Có giá lắm, có giá lắm. Nhưng mà chỉ có giá với ba con thôi.
Té rồi đó cô. Dạ. Thành Dương hôm nay không có thầy Phúc thì thấy cô không được vui hay sao vậy đó? Dạ đâu có, tại bữa nay em hơi mệt. Cho em gửi. Thì chắc tôi sai rồi. Chào cô ha. Dạ, cảm ơn cô. Ba, hồi nãy sao tôi gọi điện bà quá trời á, định nhờ bà mua đồ ăn tối cho tôi sao bà không bắt máy vậy? Ủa, sao tôi đâu có nghe điện thoại rung đâu ta? Thôi chết rồi, điện thoại của tôi để đâu rồi? Bà đừng có nói với tôi là bà lại để quên ở công viên nữa nha. Đâu có, tôi đâu có ra công viên đâu. Đi lẹ lên. Trời ơi, mọi người đợi kìa. Đi từ từ thôi. Nói nghe nè, lát về nhớ mua luôn đồ ăn tối cho tôi nha. Tôi biết rồi. Cái tật hậu đậu vẫn không bỏ. Cô bỏ uống sữa con, uống sữa nè nè, uống sữa nè. Uống sữa nè. Uống sữa nè. Bò lại lấy hình. Cái gì? Bò lại lấy hình cho bà coi coi. Cái gì đây? Trời đất ơi, tự nhiên lấy cái hình hồi nhỏ ra chi vậy trời. Ông là thiệt rồi. Anh nè, ra con, hình ông nội nè.